Bây giờ chúng ta sẽ tạo user group ở ô thư mục. Vậy chúng ta nên tạo gì trước? Chúng ta sẽ tạo những cái thư mục cơ bản trước. Bây giờ ổ C. Bây giờ các bạn khi tạo thì quay trở lại cái bài lúc nãy, các bạn tạo cho thầy một cái ổ giả sử như là ổ mirror ha. Còn bây giờ thầy chỉ có ổ C thì thầy tạo ở đây. Còn khi các bạn thực hành thì theo đề nhé. Theo đề yêu cầu thì các bạn sẽ làm theo đề. Thư mục home chúng ta sẽ share ra. Các bạn cho everyone full control cho thầy. Rồi xong vô các cái thư mục bên trong thì chúng ta bỏ everyone đi. Chúng ta sẽ tạo cho nhân sự, tạo kế toán, tạo, bởi vì tí nữa chúng ta sẽ có những cái thư mục dùng chung. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cái gì trong kế toán? Chúng ta có everyone, chúng ta bỏ đi. Everyone remove đi. Trong nhân sự tương tự như thế. Rồi trong public này cũng tương tự, chúng ta bỏ everyone đi. Mới chưa remove à. Rồi như vậy thì những thư mục của chúng ta bây giờ nó chỉ còn ở phần admin thôi. Chúng ta sẽ share cái thư mục này rồi. Như vậy chúng ta sẽ kiểm lại đường dẫn của nó xem. src.srv1.home. Chúng ta có rồi. Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ tạo đường dẫn theo cái này. Quay trở lại user. Chúng ta có cái OUT quy bình. Bây giờ thầy sẽ tạo tiếp một cái OU nữa là nhân sự. Rồi tạo một cái OU khác. Kế toán. Trong nhân sự này thầy sẽ tạo một cái group trước đi. Group nhân sự. Rồi tạo một user. User của chúng ta đặt tên theo yêu cầu của đề. Nguyễn Tuấn Tú. Tú Nguyễn Tuấn. Ok. 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ thiết lập cho Tú này S2Group G nhân sự. Antanas C là check nè, Antanas C nè, check name. Ok. Như vậy đó là nó đã là thành viên của nhân sự. Cái thứ hai, tạo cái thư mục cho user này. Khi chúng ta tạo ở cái dạng profile thì nó tự động nó connect luôn. Và trong đề yêu cầu connect ổ đĩa gì? Ổ đĩa cá nhân, ổ đĩa X. Hôm trước mình làm là ổ Z, bây giờ mình chọn nó là ổ X. Đường dẫn
xiết. Ok, như vậy mình đã có Nguyễn Tuấn Tú rồi. Bây giờ mình copy cái user này cho một cái user tiếp theo, Bùi Mộng Thu. Thu Bùi Mộng 123 123. Và cái Bùi Mộng Thu này nó đã có đầy đủ những cái gì mà lúc nãy chúng ta làm. Đây, Bùi Mộng Thu, Thu BM cũng đã có thư mục riêng mình. Rồi nó cũng là thành viên của gì? Của cái group nhân sự luôn rồi. Bởi vì mình copy ra mà. Tương tự như vậy, mình sẽ copy ra để tạo thêm một cái user nữa là Hoàng Thị Thơm. Thơm Hoàng Thị 123 123. Như vậy mình đã có cái user của nhân sự, user của kế toán Trần Long Hùng, new group, new user Trần Long Hùng, Hùng Trần Long, password 123. Rồi lấy chuột phải trên user này, chúng ta sẽ có profile ổ đĩa X, đường dẫn đổi lại thành kế toán xuyệt phần trăm, apply coi đúng không? Đúng rồi. Gì nữa nào? Add to group. Rồi copy cái này ra. Chúng ta sẽ cần thêm user gì nữa? Lê Kiệt. Kiệt L 123. Rồi tiếp tục. Đỗ Bá Tú, Tú BD. Tên gì đâu không. Rồi ai nữa? Hết rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? User group OU xong chưa? Hết chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái group. Group trưởng phòng. Rồi mình tạo một cái group nữa, group nhân viên. Cái group trưởng phòng này mình đưa ba ông trưởng phòng vô. Member Advent. À, trưởng phòng có ai nào? Tuấn Tú, Lê Kiệt. Lê Kiệt, Nguyễn Tuấn Tú. Ok, hai bạn trưởng phòng. Còn lại nhân viên thì những người còn lại. Một, hai. Ba. Bốn. Phải không? Sáu người. Hai người trưởng phòng thì bốn người nhân viên. Rồi mình chuẩn bị để làm gì nữa nè? Phân quyền.
mỗi nhân viên được quyền trên thư mục của mình. Sau khi mà mình làm cái home folder thì câu A này chúng ta đã xong. Câu B, mỗi phòng ban có thư mục dùng chung, nhân viên có toàn quyền trừ quyền xóa, trưởng phòng thì được toàn quyền. Như vậy chúng ta sẽ thiết lập phân quyền nhân sự trước. Public, hiện nay mình đang nhìn thử public có quyền gì. Rồi ok, chúng ta sẽ add thêm cái gì nào? Ông trưởng phòng Tú Nguyễn Tuấn, đúng không? Nguyễn Tuấn Tú, ông này là full control phải không? Trưởng phòng có toàn quyền, nhân viên là ai? Nhân viên của phòng này là Thu, Mộng, Bùi, Thơm, Hoàng Thị. Thu, Bùi, Mộng, Thơm, Hoàng Thị, hai người. Ồ, mình chỉ add được một người thôi. Một người này trừ hai cái quyền cuối cùng cho thầy, đúng không? Đó là không có quyền xóa. Ok, Mộng, Thu. Thơm, Hoàng Thị. Rồi mình sẽ test thử nhé. Test thử mấy bạn này xem thử là các cái phân quyền của mình như vậy là đúng hay chưa. Bây giờ mình sẽ log off ra. Mình mới làm cơ bản thôi nhé, chưa có log on script. Mình chỉ mới set về phân quyền thôi, rồi tí nữa mình mới log on script sau. Sit user đi. Quên tên rồi. Tú NT. Tú NT, mình coi cái control panel luôn coi. Control panel, ok. Tại vì lúc nãy mình làm đâu? Làm trên cái OOT quy bình. Rồi bây giờ máy ổ đĩa X là thư mục dành riêng cho Tú, thì Tú có toàn quyền. Bây giờ cái thư mục SRV1 xuyệt home xuyệt nhân sự không thấy, đúng không? Nếu như các bạn nhân sự là enter không được nè. Nhưng mà các bạn nhân sự các bạn xuyệt gì? Public thì được. Bởi vì thực ra cái thư mục nhân sự mình không có phân quyền cho nó. Được chưa? Rồi trong này cái ông Tú này ổng là trưởng phòng đúng không? Ổng thêm được, ổng xóa được. Bây giờ qua cái người khác không phải là trưởng phòng xem thử thế nào. Thu BM Sit User. Thu BM
Cô Thu này cũng thấy được một ổ đĩa duy nhất, xịt xịt SRV1 xịt nhân sự xịt public. Thiếu gì? Thiếu gì? Hiểu không? New. Ok. Xóa. Không được. Vậy là đảm bảo đúng cái yêu cầu của đề rồi đúng không? Rồi bây giờ mình làm gì tiếp nữa nào? Thư mục dùng chung có quyền, công ty có thư mục dùng chung, user có quyền đọc, trưởng phòng có quyền thêm, không có quyền xóa. Thực ra cái này là hai cách diễn đạt khác nhau thôi. Toàn quyền trừ quyền xóa, thêm mà không xóa là giống nhau. Như vậy chúng ta sẽ thiết lập cho cái public của công ty các anh trưởng phòng rớp trưởng phòng được quyền thêm, không được quyền xóa đúng không? Rớp nhân viên thì sao? Được quyền xem thôi. Khi mà các bạn đặt bên này nè, nếu mình làm ở cái phần detail này đó, mình chỉ đặt quyền xem, nếu mình không nhớ thì hơi khó làm, bỏ qua bên này mình dễ hiểu hơn, dễ thêm hơn. Rớp nhân viên. Đấy, các bạn sẽ thiết lập ở đây là nó tự động nó đặt quyền read, click folder, read hết. Dễ thấy hơn. Như vậy tùy cái phân quyền mà mình sẽ đặt ở đâu. Nếu mà bạn muốn quay trở lại event, bạn xem thử là cái rớp nhân viên này nó có quyền gì. Rớp nhân viên. Đó, nó vậy đó. Nhớ được không? 1 2 3 4 cái quyền đầu tiên. Và cái quyền đọc thuộc tính permission. Nhớ được không? Nhớ được thì mình thiết lập bên này luôn, còn không thì mình thiết lập bên kia. Tùy, miễn làm sao mà đạt được cái yêu cầu của đề bài. Như vậy thì chúng ta đã thiết lập cho public xong. Bây giờ các bạn sẽ qua tiếp một cái câu nữa. Cấu hình các thư mục là thư mục cá nhân, ODX là đã làm rồi. Thư mục dùng chung của phòng, ODI, thư mục dùng chung của công ty, ODZ. Như vậy chỗ này chúng ta làm, nếu mà trong cái home folder chúng ta chỉ làm được một thư mục duy nhất cho một ổ đĩa. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn làm cho nhiều ổ đĩa thì chúng ta sẽ làm một cái gọi là logon script. Logon script thử như nào. Vậy chúng ta làm ở đâu? Các bạn sẽ vào group policy. Cái logon script đó nó có thể áp dụng cho từng OU, mỗi OU mỗi khác, hoặc là áp dụng cho cả công ty, tùy các bạn. Được chưa nào? Như vậy thì ở chỗ này phòng nhân sự là nó có thư mục khác, phòng kế toán nó có thư mục khác, cho nên mình áp dụng cho nguyên cả group là rất là khó. Vậy thì thầy áp dụng cho nhân sự riêng, thầy áp dụng cho kế toán riêng. Chú ý nha. Nhân sự thầy tạo một cái GBO. Ở chỗ này thầy yêu cầu là MEPDIC. MEP device. Được chưa nào? Đó. Đưa cái ổ đĩa xuống. Hoặc là ánh xạ. Ánh xạ ổ đĩa. Rồi. Edit.
chỗ này hơi nhiều bước nhé, chú ý giùm thầy. Lock on script, lock on script. Các bạn chọn vô cái phần lock on, double click lên, add, browse. Chỗ này không có gì hết, mình sẽ tạo một cái file ở đây. Còn không, nếu như mà trên máy của các bạn đã tạo rồi thì copy cái file vào. Giả sử thầy tạo ở đây một cái file là test new document, mở lên thầy dùng cái lệnh là net view ổ đĩa xyzy. Ổ đĩa mình cần là ổ y, đường dẫn là gì? SRV1 xịt home xịt nhân sự xịt public. Mình kiểm tra xem đường dẫn này có hay không, chắc chắn phải có nha, không có là nó báo lỗi đấy. Có đúng không? Rồi tiếp theo một cái ổ nữa là ổ gì? Z chỉ đến đâu? Chỉ đến home public thôi. Nếu như bạn lưu cái file này thì thực ra cái file này nó chưa có ý nghĩa gì hết. Cái file mà đuôi chấm tt này nè, bạn phải chọn cell add, đặt cho thầy một cái tên bất kỳ, nháy kép lock on rồi ánh xạ ổ đĩa chấm BAT, nháy kép đuôi là BAT nhé, còn cái đuôi hồi nãy là TT. Tại sao phải nháy kép? Nếu bạn không nháy kép thì nó chấm bát xong nó tự động nó chấm TT tiếp, chứ nó không có đổi đuôi cho mình. Đây file mới chúng ta tạo ra, thấy không? Copy cái này cho thầy, Ctrl C, copy đi, quay trở vào đây, vào cái chỗ mà lock on script nãy mà mình mở ra đó, chỗ này nè. Đường dẫn nó dài lắm nha, mình khỏi quan tâm đến đường dẫn này, mình vô đây mình dán luôn. Mình có cái file chưa? Chọn open, ok, apply. Như vậy thì khi mà user của nhân sự log on vào hệ thống thì mới có tác dụng ánh xạ ổ đĩa, còn kế toán thì không nhé, kế toán chúng ta chưa làm. Như vậy chúng ta sẽ update cái này lại. Hả? Là sao? RB update là update hết. À, em nói là em áp dụng cho một user thôi à. Thì đẩy cái user đó ra một OU riêng. Nó chỉ có tác dụng trên OU thôi, group policy thôi. Chứ nó không có tác dụng trên từng user. Mà chúng ta làm cái GBO là làm trên OU. OU thì mình mới tạo cái group policy được. Cái user mình đâu có tạo group policy. Rồi, chỗ này mình lock off ra. Ủa sao vậy? À đúng rồi. Lock vô lại. 1 2 3. Mở ổ đĩa lên, computer có 3 ổ đĩa xyz,
Được chưa nào? Như vậy chúng ta có Y, Z. Như vậy chúng ta đã làm xong câu 6 D. Được chưa nào? Câu 6 D. Phần qua ta thì chúng ta qua cái phần file service. File service tí nữa chúng ta sẽ làm sau. Cơ bản là các bạn đã map đích xong, đã ánh xạ được các cái thư mục mà chúng ta cần thành các ổ đĩa. Như vậy đối với lại user kế toán, khi các bạn log vào thì hai ổ đĩa này chưa có nè, Y, Z chưa có, bởi vì chúng ta chưa làm. Các bạn muốn có thì các bạn sẽ làm log on script giống như lúc nãy và tạo OU trên kế toán. Như vậy lúc này OU trên kế toán các bạn cũng tạo là ánh xạ ổ đĩa. Edit. Log on script, add vào Browse. Và chúng ta cũng dán cái file đó vào đây. Khi dán vào chúng ta làm gì nào? Edit. Đổi chỗ nhân sự này thành gì? Kế toán xong rồi. Lưu lại. Đấy, như vậy chúng ta cũng đã làm xong cho kế toán. Rất đơn giản. Trong cái phần mà log on, log off script, chúng ta có thể trước khi mà log on thì chúng ta sẽ, khi mà user đăng nhập vào, chúng ta đưa một cái message thông báo là chào mừng các bạn đã gia nhập vào domain gì đó. Rồi khi mà log on, khi log off thì xin chào tạm biệt vân vân. Hoặc là yêu cầu user phải lưu dữ liệu trước khi thoát. Đấy, như vậy rất là nhiều cái mà chúng ta có thể làm. Hoặc là chúng ta làm một vài cái script, khi mà user log on thì chạy script luôn, chạy chương trình luôn. Khi user log off thì tắt chương trình. Ví dụ vậy. Thì chúng ta làm rất là đa năng ở trong này, chứ không phải là đơn giản như chúng ta thấy. Rồi chúng ta tạm dừng ở câu 6D, các bạn sẽ làm lại ở đây. Tí nữa còn thời gian thì chúng ta sẽ làm qua phần Wata.